nói chuyện. Các bạn không để ý. Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục ghép auto matching với lại người lại nha. Lúc nãy thì cả team có follow tới ông số 2. Tuy nhiên thì không biết là ông này bận đi đâu ấy, đâm ra là quên bay, dẫn cả team bay vào cuối map luôn. Rồi làm bên này chủ nó đang nói cái gì ra xem ấy mà. À, thì ra là ông này đang bận đi làm. Lúc nãy chủ gọi đâm ra là quên bay, làm cho team trận này đi lút dạo. Thôi không sao, lâu lâu cũng đi lút dạo một trận anh em ạ. Hôm nay mình sẽ bắn Vector đi nhỉ. Trận này sẽ bắn Vector với lại người lạ nha. Lâu lâu cũng cầm lại những cây súng mà ít khi sử dụng. Với lại mình nghĩ là tương lai cây Vector này sẽ được update như trên PC thôi. Nếu như bạn nào mà có chơi PC các bạn sẽ biết. Sau này thì Vector sẽ được thay thế bắn bằng đạn 9mm như là Uzi với lại UMP hiện tại này. Và lượng đạn sẽ được tăng lên, mình nghĩ là tăng lên được 19 viên hay sao nhỉ, nếu như mình nhớ không nhầm. Còn hiện tại vẫn 13 viên. Bây giờ trận này mình sẽ bắn combo Vector đi. Ở đây rồi, ui giáp 3 này, chỗ này giàu thế. Ok. Cũng khá lâu rồi chưa cầm lại Vector. Bây giờ sẽ cầm lại bắn đi, không mai mốt mà em nó bị update lên là sẽ không được cầm cây Vector mà sử dụng đạn trắng 0.45 như đang bây giờ đâu. Rồi. Khu này thì cuối đường bay mình nghĩ chắc là không còn ai đâu. Bây giờ sẽ đi tìm thêm ít phụ kiện, ít đạn trắng và sau đó vào bo. Trận này chắc là ăn chay rồi đây. Đầu trận đi lốt dạo như thế này. Nhưng mà mình nghĩ lâu lâu là một trận lốt dạo như thế này cũng khá là vui cùng với lại người lạ. Khu này bị lút rồi hay sao ấy, đồ nghèo vãi. Ui, tên nào tap SKS này. Đây rồi, đi đâu đây. Ui, 4-5 viên rồi đấy. Lúc sang gốc cây này, mình sẽ tạt qua bên này mình bắt luôn. Ngó này. Ui, thế cây Vector này bắn xa mình thấy nó rất là yếu luôn. Con này chỉ bắn đạo tầm gần thôi. Kể cả những cái dòng SMG khác cũng vậy. Ui, gạt luôn à, cục xúc thế. Dã man. Gì bắt nạt con gái người ta kinh thế. Ui, nó bắn tôi gần chết kìa ông. Bây giờ mình không bắt nạt người ta thì người ta sẽ bắt nạt lại mình. Hay nâu à? Mới nóc 1. Tấp trên đồi vẫn còn. Đúng rồi đấy. Này trong một resort ra hay sao ấy? Chuẩn rồi, ông này chính xác đấy, ông này thấy chạy từ trên đồi resort chạy xuống chắc là bạn nói bên trong resort. Mình lên mình chặn bò luôn. Được đấy nhỉ. Trận này ghép với lại người lạ đọc map cũng khá là tinh vi. Bây giờ mình check đồ xem nào, có gì đây. Có máu nước. À, tay cầm hồng này, được đấy. Trận này bắn full tay cầm hồng luôn. Resort ngay trước mặt rồi mà vẫn chưa thấy bạn của ông này. Kìa, có người. Nhìn về hướng đằng kia, trên đồi à? Chuẩn luôn. À thấy đấy này. Ui, 2 tên kìa. Đang chạy ở bo đấy. Vãi trưởng, không dính phát nào luôn. Ui, mù mắt rồi. Bây giờ phải đi móc thôi. À, nóc 1 rồi kìa. Đây, đang cứu này. Ui, khó thế. Hay thế nhở. Clear rồi. Ông kia cũng cầm SMG, cầm UMP. UMP thì bắn xa nó vẫn tốt hơn là cây Vector này. Nhưng mà tầm gần thì cây Vector mình thấy nó bá đạo hơn rất là nhiều. Cảm giác gọi là kiểm soát được cái độ giật của Vector tầm xa nó cũng rất là khó đấy, nó cứ bị lắc. Ôi, từ chân gần. Ui, vãi trưởng, tên nào đây? Team nào vậy? À, kia kìa, bạn nó này. Cầm ca anh em ạ. Đây, ngó ra này. Ui, lại một đầu nữa kìa. Đùa, Vector này bắn xa yếu vãi. Mình phải gạt tên này mới được. Để phòng nó đọc vị trí. Rồi. À, tên ca vẫn bắn kìa. Đã hồi máu chưa mà đã bắn đấy. Ca nó cứ rẻ ở đâu rồi. Ui, một người 2 đầu luôn. Dã man, ông này yếu lắm rồi đấy. À đúng. Té. Bọn này nó giải người rồi, không được. Mình phải hồi máu trước đã. Bích lên rồi à? Bên đường bên kia. Đúng rồi, một tên sau hòn đá hay sao ấy, với lại một tên ngay chỗ gốc cây kìa. Nó chia người ra hết rồi. Lộ người kìa. Nốc này. Biết ngay mà đứng gốc cây này, đứng trống này. Map này mà đứng gốc cây là dễ bị kẹp lắm. Hòn đá thì rõ nhiều lại không đứng cơ. Còn tên chỗ hòn đá nữa hay sao ấy. Phải không ta? Lại nốc tiếp rồi kìa. Hay thế nhở. Rồi, chắc là team này còn một thôi. Một tên ở đâu nhở. Cẩn thận, nằm gần đây. Map này thì nằm rất là nhiều luôn. Ui, vãi hết trường. Sao hòn đá vẫn đang còn kìa. Ui, hên đấy. Anh em làm rất tốt. Ô thôi, ma bên này cả tem luôn. Tôi tưởng có hai thằng. Ui, vãi trường, ông thần kia công qua bên kia rồi à. Vậy là còn một team bên kia nữa kìa. Trời ơi, có cứu được không? Ui, ông này nốc chỗ nào vậy? Nốc ngay chỗ nhà à? Đây là mình thấy mất tên này. Ngay chỗ tôi rồi này. May thế này. Thanh niên này định chạy lại gạt hay sao ấy. Đây này. Ui, các bạn nhìn vạch đam kìa, bé tí vậy. Còn 2-3 thằng trong nhà luôn. Ui, vậy chờ từ từ đã, sờ bốc ra đã. 2-3 thằng cứ gắt vậy. Mình cầm Vector, mình sợ mình không ăn lại được. Vector nó yếu vậy. Ui, tên kia công ra làm gì đây? Ui, vãi trưởng, áo xanh mày lại dâu nợ gạt luôn. Đúng ra tên này là của mình. Xong cứu đâu. Kịp được. Thôi, không kịp rồi. Kịp. Chạy đến. Bọn nào còn chạy lên đồi, không công đây, cứu ra. Không kịp rồi. Sorry bạn số 2. Mẹ. Mình nghe tiếng được team 2-3 thằng mình sợ, không dám công vội. Còn Vector mình hơi yếu đuối anh em ạ. Đây này, một tên công ra ngoài này. Kìa kìa. Ui, ăn quả bom vậy không nốc à? Tên này chắc là yếu máu thôi. Mình ném quả bom chuẩn như vậy rồi mà vẫn không nốc kìa. Còn quả chót này. Thôi chạy bò đi, quanh quẩn đây tí, bò vẫn trên ngắc bò hết. 200m. Bò xem nào. Ui, bò này thoải mái, từ từ đã, phải trả thù anh em ạ. Nó gạt đồng đội mình để mình phải trả thù chứ, chẳng nhẽ lại bỏ đồng đội chạy à? Đây một tên này, à vẫn đang kê. Ui, làm cái gì đây? Thanh niên công ra kìa, gắt vậy, gạt luôn. Còn tên nữa kìa. Từ từ hồi máu đã. Ui, bình tĩnh số 1 ơi. Đủ, hay thế nhở? Anh em làm rất tốt. Ui, bây giờ mình sẽ tìm xem mấy xác ông này. Chắc là mấy ông này không có ai nhặt đạn trắng đâu nhở. Mình sắp hết đạn rồi. Đi hẹn. Thật sự là cầm những súng combo dị dị như thế này thì khi mà mỗi lần mà bắn có Vector liền, ông là bắn ghê rồi. Còn chơi hàng dị không hay. Ui, vãi hàng dị ở Vector ngày trước mình từng làm mưa làm gió trong mắt săn hốc rồi đấy. Bây giờ mấy ông này ít ai gọi là cầm đạn trắng, đâm ra là bắn những cây súng dị này nhiều khi tìm đạn khổ sở vãi, toàn phải đi lút ngoài thôi. Khoai thế nhờ, bây giờ đạn trắng mình lại gần hết rồi, còn được đâu trăm viên nữa thôi. Mà lúc nãy mình lục tung toàn bộ khu nhà rồi mà tìm khó vãi. Bây giờ đạn trắng nó hiếm thế nhở, không hiểu luôn á. Thôi, 100 viên bây giờ bắn tiết kiệm vậy, còn 9 người nữa. Mình nghĩ là chắc là đủ đạn để bắn đấy. À đủ. Bắn nhau trước mặt luôn này. Đây rồi, ui. Gây ai đây? Ui, vãi trưởng ạ. Trâu thế. Mù mắt luôn, rồi nó một tên này. À đâu. Một tên hòn đá trên đây này. Ui, bên trái ông có nữa, từ từ anh ơi. Ui, tí chết, hên mà mình nằm kịp. Vai trưởng bắn Vector ở cự ly xa đúng là một cực hình luôn. Ui, lại còn delay âm thanh nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình phải chạy lại cái âm thanh phát. Trong đấy à, cho quả bom vào này. Ui, không nóc à, hơi nhẹ rồi. Khó thế. Ơ, sao có bom mình ném sao nó nhẹ thế nhở. Một tên chỗ hòn đá đằng kia. Nó ném khói chạy. Ôi, cái tên lúc nãy mình nốc chỗ hòn đá này chắc là được cứu rồi. Kia là hòm xác à. À đủ. Sau lưng có người, có người. Ui định mệnh, từ từ đã. Mẹ không ping được vị trí chứ cái tên này. Lại núp rồi. Đây này, sau lưng này có một team luôn. Sau lưng à, sau lưng à. 2-3 thằng công này. Không được rồi, bây giờ mình sẽ lùi lại, mình bắt cái team ngoài bo trước đã. Mẹ cái tên kia nó cứ táp mình. Từ từ thôi anh ơi, bình tĩnh. Em cờ Vector lần này em chịu. Cắn răng chịu đựng bọn anh thôi. Bây giờ phải bắt cái tên đây. Ui nó công lên rồi. Đẩy lên này. Bên trái một thằng này. Đây rồi. Chạy đi đâu đây? Ui vãi trưởng ạ. Nó yếu lắm rồi đấy. Bỏ bom vào. Ui vãi cả người đổ ra. Đây này. Bộ đồ dơm này. Ui vẫn nốc này, hên thế. Kia kìa. Chạy đi đâu? Ui. Mình tĩnh, mình tĩnh. À đủ. Vẫn đã còn một tên nữa này. Đây đúng không? Ui đúng phiên cuối nóc luôn. Có tên cuối này. Rồi clear rồi. Ui hay thế nhở. Không được rồi, trận này mình phải đổi súng thôi. Cầm tạm cái. Đây có M4. Cầm tạm M4 đi anh em ạ. Không bây giờ mình hết đạn trắng rồi. Còn đúng 13 viên. Không chơi được. Kể như mình mà nhiều đạn là mình bắn rồi đấy. Còn 3 tên ở trên nữa à? Không khéo 3 tên một team rồi anh em ạ. Chắc là team còn lại đây. Không biết là 3 tên còn lại đã nằm chỗ nào này. Một tên lúc nãy chỗ hòn đá đằng kia đây. Ui nó vẫn núp sau hòn đá kìa. Tự cứu đã. Ui cứu chỗ này hơi trống nha. Ui bom lửa kìa đâu đấy. Ui vãi chừng. Không được rồi, từ từ đã đủ thằng đáp bỏ quả bom xăng hay thế. Ôi vỡ trận rồi, vỡ trận rồi, từ từ. Thằng đáp có bom xăng bên gì à, bên tay trái hướng tầm 300 mấy này. Khoai thế nhở, mẹ. Góc mình hơi xấu. 300 tầm 300 đấy. 3 kể cả mình 6. Hòn đá một tên này. Còn một mình nó đi. Tên nào mà quăng lửa đấy. Tên này chắc là nằm gần mình. Hoài thế. Đáp có bom xăng bên rìa bên hướng 200 mấy không ạ? Tôi nhìn thấy nó ném có bom xăng qua mà đấy, bên rìa đấy. Đâu? Rìa nữa, đấy. Bên này à? Ông 3 đấy, một mặt bên đấy. Ok. Cái này được rồi. Ừ, khả năng là có một tên vòng sang bên này. Mình nó không dám bắn ra. Nếu mà team 3 mà sao bọn này bắn nó không. Đây rồi. Nó đáp từ người này qua mà. Rồi nó một tên này. Đúng rồi, đây tiếng chân. Đây này. Vãi cả chở một tên núp ngay đây ạ. Dã man thật. Một tên cuối. Đây rồi. Đang cứu này. Rồi, ui rồi ôi. Khiếp bao thằng này một team luôn. 2 ông nằm trên với lại một ông vòng xuống dưới này. Mẹ. Là mình cứ sợ nó nằm gần mình chứ. Ok thì clip này mình cũng đã giành được trận đấu top 1 với lại combo Vector. Tuy nhiên thì cuối trận thì hết đạn, làm sao là cầm tạm ở 4 anh em ạ. Thì ok rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip này nha. Bye bye mọi người.